máy trợ thính cho năm 2024 gồm những dòng máy nào? Và Sơn xin chào bà con ha. Trên thị trường thì có rất là nhiều dòng máy trợ thính khác nhau. Ví dụ máy trợ thính Trung Quốc thì vài trăm ngàn. Còn đây là dòng máy sản xuất tại Nhật ha, dòng phổ thông. Thì hồi trước chúng ta sẽ có ba dòng như thế này. Đây là dòng máy trợ thính có dây 1.280.000. Đó, mình có cái máy giống như cái hộp quẹt vậy đó, rồi mình chèn cái sợi dây lên, mình gắn vào một tay. Dòng máy thứ hai là dòng máy không dây, cỡ ngón tay út ha, là 2.150.000. Và dòng máy thứ ba là siêu nhỏ, cỡ hạt đậu trắng, to cỡ ngón tay vậy nè, mình nhét thẳng vào bên trong luôn. Thì 3.700.000. Đây là dòng kỹ thuật số ha. Và hiện tại á, thì trong 2024 chúng ta sẽ có cái dòng máy là máy dây HD70. Cái máy này là 4.460.000. Vậy nó khác nhau gì với dòng đời cũ HA20DX? Về cơ bản á, cái độ bền của hai máy này là nó khá là bền. Nếu mà như cô chú anh chị mình sử dụng cái máy 1.280.000 này á, là rất là nhiều người xài tại giá thành nó bình dân. Còn cái dòng máy 4.460.000 thì đây là dòng kỹ thuật số ha. Thì nó lọc nhiễu rất là tốt nè, âm thanh nghe lớn hơn và hay hơn rất là nhiều. Đó, nếu mà như mình có điều kiện thì mình có thể mua cái dòng này thì xài âm thanh rất là hay. Còn về cơ bản á, cái dòng này á, thì nghe rất là tốt rồi và cái độ bền khá là cao. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thêm một cái dòng nữa, nó cũng giống như cái dòng không dây cỡ ngón tay út, nó là 6.400.000. Cô chú anh chị ha, đây là dòng là 2.150.000. Đó, mình gắn vào như này ha. Đó, mình gắn vào lỗ tai cái máy như thế này thôi là 2.150.000. Và cái dòng kỹ thuật số sau này nó là 6.400.000. Rồi, tất cả đều được bảo hành 1 năm cô chú anh chị ha. Cái này là 1.280.000 ha, và một cái công dây. Còn cái máy này là 4.460.000. Rồi, có gì thắc mắc thì cô chú anh chị mình có thể gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn để Hoàng Sơn tư vấn kỹ hơn, hoặc là mình đến trực tiếp cửa hàng để mình có thể thử máy nha. Còn đây là dòng kỹ thuật số. Cái dòng này thì nó nhỏ gọn nhưng mà nó dành cho những người bị lãng tay nhẹ thôi. Nó rất là đẹp và thời trang ha. Đây là dòng máy 3.7, nó nhỏ gọn, nhét vào lỗ tai luôn. Rồi, có gì thắc mắc thì bà con mình có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn nha, vào số điện thoại bên dưới. Rồi, chúc bà con mình sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.